Trộm chó không coi ngày, thanh niên đụng phải ca khó nhằn. Tao yếu nhưng anh em tao đông. Đi ăn trộm chó giữa thanh thiên bạch nhật, thanh niên không biết có chạy exeter hay không, nhưng đã thập thò từ ngoài cửa rồi mò vào nhà người lạ, lom khom chụp lấy ngay một chú chó nhỏ. Có lẽ vì quá bất ngờ nên chú chó đã la toáng lên, khiến cho hành động trộm chó của thanh niên bị phát giác. Ngay sau đó, không biết từ đâu cả đàn chó hơn 5 con chạy túa ra, bao vây gầm cừ xung quanh, làm cho anh chàng rơi vào thế bị động. Run. Biết là không thể bắt được con chó nhỏ này nữa, chỉ bằng bỏ của chạy lấy người. Thanh niên cuối cùng quyết định bỏ chú chó để chạy thoát thân trước sự chi viện hùng hậu của binh đoàn Cậu Vàng. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip đã không khỏi bật cười trước màn đi trộm chó quên coi ngày của anh thanh niên số nhỏ. Cứ ngỡ đâu gia chủ chỉ có mỗi con chó nhỏ, ai mà có biết là cả đàn chó lớn đang chơi ở đằng sau nhà đâu. Một số bình luận của dân mạng để lại: cái này do đen thôi, đỏ quên đi. Coi thường người khác và cái kết: tuy tôi bé nhưng mà anh em tôi đông. Chó nhà bác còn hiền, chó nhà tôi trước nuôi gần 10 con. Một khi con đầu đàn cắn thì cả đàn bay vào, tới không chuyện luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.